Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu, kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3, được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 12, nghị quyết của chi bộ khu phố 1 về việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Hôm nay, Ban công tác Mặt trận khu phố 1 tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với chủ đề đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 2023, đồng thời báo cáo kết quả phối hợp thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phương hướng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023. Đó là lý do của ngày hội hôm nay. Đến tham dự ngày hội của khu phố hôm nay, ban tổ chức vinh dự được đón tiếp và trân trọng được giới thiệu. Về phía lãnh đạo thành phố, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng đón tiếp bà Cao Thị Thu Duyên, Phó Ban tuyên giáo đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Về phía lãnh đạo quận 3, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên Bí thư Quận ủy quận 3. Ông Võ Văn Đức, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3. Bà Trần Thị Hường, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Nhân vận Quận ủy quận 3. Ông Huỳnh Gia Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3. Ông Trịnh Văn Thình, Nguyên Bí thư Quận ủy quận 3. Về lãnh đạo phường, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 12. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Hữu Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 12. Ông Trần Quốc Huy, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 12. Trân trọng giới thiệu các ông bà là đại diện thường trực Đảng ủy, Ban thường trực Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 11 phường, đại diện Ban công tác Mặt trận 62 khu phố trên địa bàn quận, các ông bà ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, đại diện Ban chỉ huy Công an, Ban chỉ huy Quân sự, trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội phường, đại diện cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ 12 phường. Về khu phố, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Sáu, Bí thư chi bộ, trưởng ban điều hành khu phố 1. Ông Nguyễn Văn Nghiên, trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 1. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tiến, Phó ban đoàn kết Công giáo quận 3. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Vườn Xoài. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bùi Phát. Cùng sự hiện diện của các ông bà cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, các ông bà đại diện các chi hội đoàn thể khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, ban điều hành 18 tổ dân phố, các đồng chí đảng viên và nhân dân khu phố 1 về tham dự đông đủ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Để mở đầu chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Phạm Minh Hùng, chi ủy viên chi bộ khu phố 1, lên ôn lại kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và cùng toàn thể bà con, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, hôm nay khu phố 1 chúng ta tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời chúng ta biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước,
thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư chúng ta ngày trong thời gian tới ngày một tốt hơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, trải qua 93 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ Hội Phản Lế Đồng Minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở bất cứ thời kỳ nào, tổ chức mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết của dân tộc, là biểu tượng của lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ và sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 18 tháng 11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực sự trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày nay, kế thừa truyền thống sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đóng góp to lớn, tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Chính từ những ý tưởng, tư duy sáng tạo dưới ngọn cờ tập hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân đã kiến tạo và phát triển thành các phong trào rộng lớn, thiết thực và hiệu quả. Xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay, nhiều tấm gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng lan tỏa, từ đó khẳng định vai trò và vị trí của mặt trận trong hệ thống chính trị, tham gia cùng Đảng, chính quyền trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, ngày hội đại đoàn kết dân tộc là cơ sở huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng với các tổ chức đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh. Có thể khẳng định ngày hội đại đoàn kết toàn dân cũng là giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, từng hộ gia đình trong thực hiện công cuộc và phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, từ đó đòi hỏi mỗi người dân trong khu phố chúng ta tiếp tục và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn thể toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các giải pháp xây dựng phường, khu dân cư sạch, xanh và thân thiện môi trường, khu dân cư đoàn kết nghĩa tình tự quản gắn với hoạt động phong trào hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, và thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 và 30 tháng 4 năm 1925. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nhận thức đầy đủ, đòi hỏi tinh thần tự giác, tinh thần trách nhiệm cao, công dân rất cao, cùng với thành phố quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 và nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững, lấy lại vị thế vốn có của động lực tăng trưởng chính của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Nhân dịp này, Ban công tác Mặt trận khu 1 xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể, các tôn giáo, dân tộc đã quan tâm giúp đỡ theo sát mọi hoạt động của cộng đồng dân cư chúng ta. Xin nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn toàn thể bà con trong những năm qua đã đồng tâm hiệp lực xây dựng khu dân cư của chúng ta đạt nhiều kết quả tốt đẹp như hôm nay. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn.
xin cảm ơn ông Phạm Minh Hùng, Chi ủy viên Chi bộ khu phố 1. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Nghiên, trưởng ban công tác mặt trận khu phố 1, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023 và đánh giá khái quát những kết quả đạt được sau 20 năm tổ chức ngày hội, phương hướng trọng tâm năm 2024. Kính thưa quý vị lãnh đạo thành phố quận 3, phường 12, kính thưa toàn thể bà con cô bác, tôi xin thay mặt ban công tác mặt trận khu phố 1, phường 12 là báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, kết quả phát triển kinh tế văn hóa xã hội, kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khu phố 1, phường 12 năm 2023. Một là mã báo cáo khái quát kết quả thực hiện, một là đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Khu phố luôn luôn ủng hộ, khuyến khích mọi tổ chức cá nhân làm giàu hợp pháp và chính đáng, quan tâm giới thiệu 67 hộ dân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, tổng số vốn cho đến thời điểm tháng 10 đạt 4 tỷ đồng. Khu phố luôn phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, vận động mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ người nghèo như hộ gia đình ông Tiến tổ 8 chạy thận 24 triệu đồng giải pháp thoát nghèo, hỗ trợ cho ông Ân tổ 3 và bà Loan tổ 2 với số tiền 8 triệu 568 ngàn đồng để mua 2 thẻ bảo hiểm bù đất chiều thiếu hụt chỉ số bảo hiểm xã hội năm 2023, giải pháp giúp hai hộ thoát nghèo. Hai là đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Khu phố có 12 gia đình liệt sĩ, 7 thương binh, 8 người có công, 7 người nhiễm chất độc da cam và 64 cụ 80 tuổi trở lên đều được quan tâm thụ hưởng các chế độ chính sách theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Niên học năm 23-24, trẻ em đến tuổi đều được đến trường, trẻ em 6 tuổi đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khu phố tự nguyện đóng góp các nguồn quỹ vận động trong dân tổng số 60 triệu đồng đạt chỉ tiêu trên giao, vận động quỹ vì biển đảo 16 triệu đồng và 67 đơn vị máu thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự luôn được chăm lo 14 triệu đồng, giáo xứ Vườn Xoài chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn với những suất cơm trưa từ thiện 2.000, tặng trên 400 phần quà cho người khó khăn, thành lập cơ sở mái ấm gia đình tình thương Trê Ban, nuôi 82 trẻ khuyết tật. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và gia đình khó khăn với tổng số 40 xuất quà quy ra tiền 26 triệu đồng. Khu phố bình chọn được 1.321 hộ và gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95,04%. Gia đình văn hóa 3 năm liền đạt tỷ lệ 77,2%. 3 gia đình được chọn gia đình văn hóa tiêu biểu, 17 gương được bình chọn người tốt việc tốt và 8 tập thể được bình chọn đạt thành tích xuất sắc, tổng cộng với số tiền khen thưởng 6 triệu 600 ngàn đồng. Ba là đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Khu phố tích cực thực hiện chỉ thị 19 của Thường vụ Thành ủy, thứ bảy hàng tuần tổng vệ sinh đường phố, hưởng ứng phong trào 30 3 có, 3 tiết kiệm, 3 tương trợ và 50 3 sạch, duy trì tốt trật tự an toàn giao thông, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng xanh, đèn năng lượng mặt trời tại hẻm 407 và 429 với tổng số 14 bóng đèn. Bà con đóng góp 23 triệu đồng. Xây dựng tuyến hẻm 413, tuyến hẻm 359 và 407 sạch
đẹp, tạo nhiều mảng xanh, hưởng ứng phân rác tại nguồn năm 2022-2023, khu phố được công nhận là khu phố sạch không rác. Bà con khu phố đều chủ động ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu và ứng phó chiều cường. Bốn là đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhân dân khu phố đã thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giúp 4 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định. Tổ bảo vệ dân phố phối hợp đã đảm bảo trật tự an toàn, không có tụ điểm ma túy, không có tệ nạn mại dâm, cung cấp cho công an 11 tin phát giác. Khu phố lập tổ hòa giải, nhanh chóng hòa giải những vụ việc mất an ninh trật tự trong khu phố khi chớm xảy ra. Khu phố lắp 10 camera an ninh với 15 triệu đồng, thực hiện 4 điểm ráp hộp chứa bình chữa cháy công cộng ngoài đường với số tiền 7 triệu đồng, lập 2 liên gia báo cháy liên hoàn với số tiền 10 triệu đồng, thực tập cứu hỏa, cứu nạn tại khu chung cư cao tầng. Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đầy đủ, chăm lo và động viên khi lên đường nhập ngũ, không ghi nhận bất cứ một trường hợp nào thanh niên trốn nhập ngũ, đảo ngũ, không ghi nhận vụ kiện vượt cấp. Năm là đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở khu phố trong sạch vững mạnh. Ban công tác mặt trận khu phố 1 luôn đoàn kết gắn bó chặt chẽ, tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, mặt trận tổ quốc cấp trên, vận động hiệu quả nhân dân thực hiện các phong trào thành phố và địa phương phát động, thu kết quả tốt, đơn vị được trên công nhận là khu phố văn hóa. Chi đoàn thanh niên, đơn vị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi hội cựu chiến binh luôn giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng mô hình giáo xứ bình yên, đơn vị được trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi hội phụ nữ tham gia hiệu quả phong trào tôn vinh hình ảnh phụ nữ đảm việc nhà, giỏi việc nước, đơn vị được trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi hội người cao tuổi với sáng kiến hội trợ táng, có 152 cụ hội viên khi qua đời được trợ táng mỗi suất 2 triệu đồng, đơn vị được trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi hội khuyến học xây dựng gia đình và dòng họ học tập tiêu biểu được trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi hội chữ thập đỏ khu phố tích cực vận động nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo, góp quỹ từ thiện, đơn vị được trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, khu phố 1 đã được quân tặng giấy khen do hoạt động xuất sắc thực hiện chỉ thị 19 giai đoạn 19-23. Khu phố được quân tặng giấy khen xuất sắc trong phong trào an toàn trật tự phòng cháy chữa cháy. Khu phố trang trí cổng chào mừng xuân mừng đảng được đạt giải nhất. Hai năm mã nguyên nhân hạn chế cần được khắc phục. Thành viên ban công tác mặt trận chịu áp lực về mưu sinh, hạn chế áp dụng công nghệ thông tin, chưa tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kỹ năng nhiệm vụ công tác mặt trận hàng năm. Việc đầu tư dành cho các hoạt động phong trào tại khu phố chưa quyết liệt, chậm đổi mới trước tình hình thực tế đặt ra. Do vậy, hiệu quả một số mặt thu được còn hạn chế. Một số bà con ý thức tự giác vẫn chưa cao trong việc thực hiện chỉ thị 19 của thành ủy, thực hiện chỉnh trang đô thị, tỷ lệ bà con tham gia các hội nghị đạt chưa được cao. Những thiếu sót trên cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới. B lớn, đánh giá kết quả số liệu tổng hợp trong 25 khu phố 1, phường 12 thực hiện ngày hội đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2023 như sau. 20 năm qua, khu phố có 110 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học được cấp học bổng với tổng số tiền 130 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 18 lượt có tổng số tiền 18 triệu đồng, cấp 135 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 29 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 359 triệu đồng, vận động nhân dân hiến đất
mở rộng thành công 6 con hẻm đều được đúc bê tông trải nhựa nóng. 6 con hẻm người dân tự lập hệ thống đèn chiếu sáng dân lập ban đêm. Tổng số quà tặng cho các đối tượng trong các ngày hội đại đoàn kết là 292 phần quà với tổng số 92 triệu đồng. 102 lượt tập thể tiêu biểu được khen thưởng với tổng số tiền 19 triệu đồng. Tổng gương người tốt việc tốt được khen 390 người với tổng số tiền 39 triệu đồng. 590 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng với số tiền thưởng 59 triệu đồng. Có thể khẳng định ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự là ngày hội của nhân dân, được mọi tầng lớp nhân dân tham gia và ủng hộ. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, kính thưa toàn thể bà con, tôi xin phép trình bày C phương hướng trọng tâm tới tiếp tục thực hiện chỉ thị 19, người dân thành phố không xả rác ra đường và trên kênh rạch ngập nước vào mùa mưa, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, toàn dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an toàn về an ninh trật tự, vận động người nghèo không để phát sinh mới hộ nghèo và hộ cận nghèo, gây quỹ ủng hộ biển đảo, hưởng ứng phong trào 50 ba sạch ba tiết kiệm ba thương trợ, xây dựng khu phố đạt chuẩn theo 5 tiêu chí. Mục tiêu của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025, xây dựng điểm sáng về môi trường kinh doanh buôn bán, vệ sinh đường phố, tạo mới mảng xanh, chỉnh trang khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, an toàn về phòng chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, và quyết tâm giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa. Nhân dịp này, thay mặt ban công tác mặt trận khu phố 1 xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức tôn giáo dân tộc đã quan tâm giúp đỡ theo dõi cùng đồng hành mọi hoạt động của khu phố 1 vừa qua. Xin nhiệt liệt biểu dương tập thể xuất sắc gia đình văn hóa gia đình ba năm liền đạt gia đình văn hóa người sáng gương tốt việc tốt, và chân thành cảm ơn toàn thể bà con dân phố, các tổ chức đơn vị trên địa bàn dân phố dân cư khu phố 1 trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Kính mong và tiếp tục sẽ nhận được sự ủng hộ đóng góp quý báu nhiều hơn nữa của các quý vị và bà con cô bác trong thời gian tới. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, kính thưa toàn thể bà con, bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số tồn tại thiếu sót, rất mong quý đại biểu quý bà con về dự hội nghị ngày hôm nay sẽ phát biểu nhận xét đóng góp ý kiến để hoàn thiện cho chương trình hoạt động trong thời gian tới. Chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và bà con cô bác. Xin trân trọng cảm ơn ông. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Sáu, Bí thư chi bộ khu phố 1 lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời. Alo, MC vừa rồi có sự nhầm lẫn, tôi đang còn tiếp tục chương trình, xin ý kiến đóng góp của bà con. Xin lỗi MC nhé. Để chương trình hoạt động từ nay đến hết năm 2023 gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đồng thời phát huy tính dân chủ, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kính mời quý bà con cô bác và anh chị khu phố 1 cùng bạn Đàm phát biểu ý kiến đóng góp cho hoạt động của ban vận động khu phố, bàn bạc thảo luận các vấn đề xin gợi ý như sau. Một là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hai là chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Ba, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện chỉ thị 19 của Thành ủy, thực hiện phân chất thải hữu cơ và chất thải rắn tại nguồn.
4. Phong trào vì người nghèo, vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc. Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. 6. Vận động gắn thêm đèn năng lượng ở một số tuyến hẻm thuộc khu phố 1. Góp ý cho chính quyền địa phương và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt trong thời gian tới. Xin kính mời bà con cô bác chúng ta phát biểu mặt đàm. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu là ông Sơn. Là ông Sơn là đại diện cho 6 giáo xứ Vườn Xoài nên phát biểu ý kiến. Kính mời ông Sơn này. Ông đứng tại chỗ. Kính thưa quý vị lãnh đạo thành phố, kính thưa quý vị lãnh đạo của quận 3, kính thưa quý vị lãnh đạo phường, có lẽ là trước hết thì cho tôi được chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Cái điều mà giáo xứ hiện nay đang và đã tiếp tục thực hiện thì như các anh chị đã biết thì giáo xứ Vườn Xoài trong nhiều năm qua đã có những cái hoạt động về bác ái, những cái hoạt động mà chăm lo cũng như là các cái hoạt động mà vì sự bình yên, an toàn, hạnh phúc, văn minh cho cái địa bàn của phường 12 quận 3. Thì tôi nghĩ đây là một cái sự đồng hành, một cái sự khích lệ cùng cái sự lắng nghe của các cấp chính quyền địa phương đã luôn cùng với chúng tôi để mà hướng dẫn và có những cái quyết sách rất là kịp thời để mà giáo xứ làm tốt cái vai trò của một cộng đồng tôn giáo. Như các anh chị đã biết thì theo cái tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thì một người công dân tốt tất nhiên là một người tín hữu tốt, thì chúng tôi luôn luôn thực hiện đúng cái tinh thần đó vào trong cái đời sống tại địa bàn cũng như trong các cái bài giảng của cha chánh xứ. Ngài luôn nhắc nhở từng người giáo dân luôn luôn phải sống tốt đạo đẹp đời. Và tôi rất là vui khi mà được cái tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân và chúc cho quý vị lãnh đạo thành phố quận 3, quý vị lãnh đạo phường các cấp luôn luôn có một niềm vui, sức khỏe, sự thành công để chăm lo tốt cũng như là có những cái chủ trương chính sách cho tốt đẹp cho đến cho bà con. Và xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu tâm huyết quý báu của ông Sơn đại diện cho giáo xứ Vườn Xoài. Xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Tiếp theo chương trình xin kính mời là có bà Bút ạ. Bà Bút yếu sức khỏe ra. Dạ vâng. Kính mời ông Phước ạ, đại diện cho các tổ dân phố ạ. Mời ông Phước ạ. Đề nghị đưa micro cho ông Phước ạ. Giờ ông đứng là nắng quá. Nắng quá. Kính thưa quý đồng chí lãnh đạo các cấp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý bà con cô bác cư dân khu phố 1 phường 12 quận 3 có mặt trong ngày hội đại đoàn kết hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Phước, hôm nay được hân hạnh lên đây phát biểu những suy nghĩ của mình. Để khỏi mất thời giờ của đại hội, tôi xin trích đọc bài phát biểu cảm tưởng vừa chuẩn bị xong vào sáng sớm hôm nay. Kính thưa đại hội, là một cư dân có vinh dự được sống lâu năm ở địa bàn khu phố 1, phường 12 quận 3. Từ những năm đầu tiên sau ngày thành phố giải phóng, tôi đã có cơ duyên may mắn tìm đến làm ăn rồi lập nghiệp luôn ở trên mảnh đất thân thương này. Đã hơn 40 năm trôi qua, những địa danh cũ như khu Đại Thế Giới nằm bên dòng kênh Diêu Lộc, xóm cây điệp, cây cầu khỉ treo leo, khu giáo xứ Bùi Pháp, Vườn Xoài, rạp cải lương Minh Châu, tối tối sáng đèn, vân vân, đã trở thành những địa chỉ đẹp, những hình ảnh thân thiết trong tâm trí của người dân định cư lâu năm ở đây. Khu phố 1 nói riêng và phường 12 nói chung, sau gần 50 năm thống nhất đất nước, cùng với quận 3 và thành phố Hồ Chí Minh đã thay da đổi thịt hoàn toàn, từng bước tiến lên văn minh hiện đại trong cuộc sống thấm thiết nghĩa tình của một thành phố năng động,
và giàu lòng nhân ái. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, nhiệt tình của các thế hệ cán bộ, qua những thời kỳ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân, vận động nhân dân hiến đất, mở hẹp, thực hiện chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm. Thành quả đáng ghi nhận đó là những con hẻm chật chội trong khu phố 1, trong địa bàn phường dần dần rộng rãi, thông thoáng hơn. Theo đó, nhiều căn nhà mới được xây dựng cao cấp, khang trang sạch đẹp. Nhiều khu xóm lụp sụp ven kênh nay không còn nữa. Hệ thống điện, dây cáp, viễn thông trên đường vào chợ Bùi Phát đã được hoàn toàn ngầm hóa, cũng như nhiều ảnh nhẹm khác trả lại bầu trời trong sáng trên đầu chúng ta. Cảnh lầy lội ngập nước lúc trời mưa xuống, triều cường dâng lên đã không còn nữa. Bên con kênh Diêu Lộc rộng rãi đã sừng sừng mọc lên 3 tòa nhà chung cư cao cấp hiện đại khang trang. Và ngay bên cạnh chúng ta làm lễ hôm nay là tòa cao ốc Minh Châu đang hoàn thiện, tạo thêm một điểm nhấn đáng tự hào cho thành phố, cho khu phố 1. Là một người dân để sinh sống định cư ở khu phố nghĩa tình, nay tôi đã trở thành một nhà văn, hội viên Hội Nhà văn thành phố, đang sinh hoạt trong Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi ý thức được trách nhiệm của mình nên đã khéo léo đưa những địa danh thân thuộc, những con người chân chất yêu thương quanh mình sinh sống trở thành những hình ảnh đẹp, những nhân vật điển hình trong cả trang viết, qua đó giới thiệu thêm mảnh đất khu phố 1, phường 12, nghĩa tình đến với bạn đọc đó đây. Phấn khởi trước những thành quả đã đạt được, người dân khu phố 1, phường 12 chúng tôi kính mong quý vị lãnh đạo thành phố, quận 3 và phường 12 quan tâm hơn nữa đến những nguyện vọng thực tế gần gũi của nhân dân trong khu phố và phường 12 để xây dựng địa bàn trở thành một nơi đáng sống, cùng với quận 3 và thành phố Hồ Chí Minh vững bước đi lên văn minh hiện đại và nghĩa tình. Sau hết, chúng tôi xin kính chúc quý đồng chí lãnh đạo các cấp, quý vị đại biểu và bà con cô bác cư dân nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Kính chúc ngày hội đại đoàn kết toàn dân khu phố 1, phường 12, quận 3 thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Phước, tổ trưởng tổ dân phố 5, một trong những tổ dân phố hoạt động xuất sắc trong phong trào thi đua vừa qua. Xin chân thành cảm ơn ông. Xin mời bà con cô bác nào có ý kiến đóng góp không ạ? Một lần nữa kính mời bà con cô bác nào có ý kiến đóng góp không ạ? Ta cứ mạnh dạn phát biểu ạ. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời bà con cô bác nào có ý kiến phát biểu không ạ? Không có ý kiến thì xin phép bà con cô bác ta tạm khép lại chương trình. Nếu bà con cô bác và anh chị không có ý kiến phát biểu thì ban chỉ đạo thi đua xin phép là khép lại chương trình để chuyển qua cái nội dung tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn bà con cô bác. Xin chân thành cảm ơn các. Xin chân thành cảm ơn ông. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Sáu, Bí thư chi bộ khu phố 1 lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận và toàn thể là phường 12 cùng toàn thể bà con nhân dân trong địa bàn khu phố 1 và các đơn vị bạn của 63 khu phố có mặt trong ngày hội ngày hôm nay. Kính thưa đại hội nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Hôm nay khu phố 1 phường 12 tổ chức ngày hội đoàn kết tại khu dân cư. Lời đầu tiên cho xin phép tôi xin phép thay mặt các vị chi bộ khu phố 1 gửi đến toàn thể quý vị là lãnh đạo, đại biểu và toàn ngày hội lời chào mừng và sức khỏe.
Thưa đại hội, qua báo cáo kết quả đạt được của ban công tác mặt trận khu phố 1 năm 2023, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo tóm tắt và rất vui mừng, tự hào với kết quả trong năm qua của khu phố đã đạt được, mặc dù trong bài báo cáo chưa nói hết lên được những kết quả tích cực và đóng góp của toàn thể đảng viên, mạnh thường quân và người dân trong toàn khu phố. Qua đây, tôi xin phép thay mặt cấp ủy chi bộ có những ý kiến cho phương hướng hoạt động vừa qua của ban công tác mặt trận cũng như nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023 như sau. Thứ một, ban công tác mặt trận khu phố tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa hệ thống chính trị toàn khu phố với người dân, với cấp ủy chi bộ, đảng ủy, ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc phường 12. Thứ hai, với những công trình đã được đăng ký, ban công tác mặt trận cố gắng hoàn thành các công trình đăng ký và thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng thi đua đại hội mặt trận tổ quốc phường 12 nhiệm kỳ 2024 và 2029. Thứ ba, thực hiện vai trò giám sát của các tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong khu phố để đảm bảo kết quả hoạt động và kịp thời hỗ trợ khi cần thiết, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của đảng và hệ thống chính trị nhà nước. Thứ tư, đẩy mạnh những việc chăm lo chăm sóc cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, đặc biệt là dịp Tết cổ truyền sắp tới. Thứ năm là xây dựng khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hóa, khu phố không rác, an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Thứ sáu là trong năm 2023 hoàn thành việc tổ chức hội nghị ban công tác mặt trận khu phố, tiến tới đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 12 sẽ diễn ra vào năm 2024. Thứ bảy là tham mưu cho cấp ủy chi bộ, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường 12 hoàn thành việc đề án sắp xếp lại khu phố với sự đồng thuận cao nhất của nhân dân trong toàn khu phố. Và cuối cùng là phải tạo cho được sự đoàn kết gắn bó giữa hệ thống chính trị khu phố với giáo xứ Vườn Xoài và người dân theo đạo Công giáo trên địa bàn, hỗ trợ lẫn nhau chăm lo trong dịp lễ Giáng sinh sắp đến của năm 2023. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các vị đại biểu, nhân dịp này tôi xin thay mặt cấp ủy chi bộ gửi lời cảm ơn đến cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức tôn giáo đã quan tâm giúp đỡ theo sát mọi hoạt động cộng đồng dân cư của khu phố 1. Xin trân trọng biểu dương và cảm ơn toàn thể nhân dân khu phố 1 trong một năm qua đã đồng tâm hiệp lực đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp và kính mong sẽ nhận được sự đóng góp quý báu hơn nữa trong những thời gian tới. Cuối cùng xin kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng tất cả người dân trong lễ hội hôm nay nhiều sức khỏe, thành đạt. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi thay mặt trưởng ban công tác mặt trận khu phố 1 xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Sáu, bí thư chi bộ khu phố 1. Ban công tác mặt trận khu phố sẽ cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động cụ thể của khu phố và tổ chức vận động nhân dân thực hiện hiệu quả xây dựng khu phố 1 là khu phố văn hóa trong thời gian tới. Rất mong trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy các cấp để hoạt động của khu phố chúng tôi ngày một đi lên bền vững. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, trong năm qua với sự cố gắng nỗ lực của các tập thể, các cá nhân trong khu phố đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng khu phố vững mạnh về mọi mặt và hoàn thành những chỉ tiêu đề ra. Qua đề xuất của khu phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành quyết định số 219, quyết định 220 ngày 26 tháng 10 năm 2023 về việc khen thưởng biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, gương điển hình người tốt việc tốt, tập thể thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp theo là phần khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu. Sau đây, trân trọng kính mời các gia đình có tên lên sân khấu. Xin được mời gia đình hộ Võ Thị Kim Ngân, ngụ tại số 407/20 đường Lê Văn Sĩ. Xin mời lên sân khấu hộ Nguyễn Thị Nhãn, địa chỉ số 359/18 đường Lê Văn Sĩ. Xin mời lên sân khấu hộ Hoàng Thị Phím, địa chỉ số 413.